Chào các bác nhé. Tiếp tục bắn thêm một con xác nữa cho các bác về lấy đồ nhá. Đây là xác của con 7 quick DV này. Con này thì nó về là cái tình trạng của nó là nó bị mất mất cái dây nguồn này là một này. Cái thứ hai là ở đây cái hàng này nó về thì nó bị không biết là bên kia nó lấy cái cầu noa ra để làm gì nhưng mà mất mất cái cầu noa ở đây. Đấy. Thế là giờ thì cũng chả phải thử làm gì rồi mất cầu noa rồi. Đấy. Thì thử cũng chả để giải quyết vấn đề gì cả nên thôi em bán thanh lý luôn nhá. Đấy. Tất cả các cái hệ thống cái này là mấy cái con hình như là phần nguồn phần ngheo dưới đây tất cả này còn nguyên chỉnh nhá. Đấy. Mên múc còn mên miệng mên miếc còn nguyên này. Đấy. Phần còn phần mạch công suất là còn này, mất cái cầu loa ở đây này đấy nhá. Đấy thì bây giờ cũng chả phải thử điện làm gì đâu đúng không ạ, vì là mất cái dây rồi thì thử để chả thấy có vấn đề gì đâu. Nắp đây đấy. Thì con này nhá, em bán là đi 200, bác nào mua alo em nhá. Lấy xác về các bác làm gì, các bác lấy linh kiện, các bác để sửa chữa cái gì thì chỉ sửa nhá, 200.000 đồng. Bác nào mua alo em nhá, xin chào các bác.